Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đến với kênh YouTube của nhà khoa học Intech. Thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi giải đáp một cái câu hỏi mà được rất là nhiều người quan tâm, đó là người già, người cao tuổi thì có thể trồng răng implant được không, và khi mắc những cái bệnh lý nền thì có nên thực hiện cấy ghép implant hay không. Và câu hỏi đầu tiên đấy là trồng răng cho người lớn tuổi thì có trồng được hay không. Thì với trồng răng implant thì sẽ chỉ có cái giới hạn độ tuổi về cái độ tuổi bắt đầu, tức là với nam giới từ 18 tuổi trở lên và nữ giới là 16 tuổi trở lên là chúng ta đã có thể trồng răng implant. Và với người già thì chúng ta vẫn có thể trồng được răng implant như bình thường, miễn là cô chú anh chị có đủ cái sức khỏe, không mắc các bệnh lý mãn tính, hoặc là nếu có mắc thì cũng đã được kiểm soát tốt, và cái cấu trúc xương hàm cũng cần đạt những cái tiêu chuẩn về độ cao, độ dày để có thể đặt được trụ implant. Và tại nhà khoa học Intech chúng tôi thì cũng đã có rất là nhiều các cô, các chú, các bác có cái độ tuổi rất là cao, từ 80 mà đến 90 tuổi cũng có thể được trồng răng implant và vẫn tích hợp và ăn nhai được một cách bình thường. Và cũng có nhiều cô chú anh chị đến với nhà khoa và hỏi bác sĩ rằng là giờ cao tuổi rồi, mắc một số cái bệnh lý nền thì có thực hiện được trồng răng implant được không? Thì trước hết thì chúng ta cần hiểu rằng là cái bệnh lý nền, ví dụ như là tiểu đường hay là cao huyết áp, thì có thể ảnh hưởng tới cái quá trình trồng răng implant. Với tiểu đường thì cái khả năng hồi phục của vết thương của cơ thể thì sẽ bị giảm sút, do đó thì là làm tăng lên nguy cơ nhiễm trùng sau phẫu thuật implant. Còn đối với tình trạng huyết áp cao, áp lực máu cao thì có thể gây ra những biến chứng trong cái quá trình phẫu thuật, như là bị chảy máu kéo dài này. Tệ hơn thì chúng ta có thể ảnh hưởng tới những cái vấn đề liên quan tới tim hay là não. Tuy nhiên thì điều này không có nghĩa là những người có bệnh lý nền như là tiểu đường và huyết áp thì không thể trồng răng implant. Vấn đề ở đây là chúng ta phải có được cái sự chuẩn bị thật là kỹ càng và các biện pháp theo dõi chặt chẽ. Và do đó thì khi mắc các bệnh lý nền mà có nhu cầu muốn trồng lại implant thì cô chú, anh chị và các bạn cần đảm bảo cho bác sĩ những cái điều sau. Điều đầu tiên và quan trọng nhất đấy là bệnh nhân sẽ cần được thăm khám một cách kỹ lưỡng. Điều này bao gồm là kiểm tra những cái chỉ số về đường huyết đối với bệnh nhân tiểu đường, và những cái chỉ số huyết áp với những người bị cao huyết áp. Thì chỉ khi những cái chỉ số này ở cái mức ổn định và được kiểm soát tốt thì bác sĩ mới có thể quyết định tiến hành trồng răng implant được không. Vậy thì cái chỉ số bao nhiêu được coi là ổn định? Và đối với những bệnh nhân bị tiểu đường thì cái chỉ số HbA1c thì thường dưới 7% thì được coi là cái mức độ kiểm soát đường huyết tốt và an toàn để thực hiện những tiểu phẫu, ví dụ như làm implant. Và nếu cái chỉ số này cao hơn 8 và thì sẽ có cái nguy cơ biến chứng, ví dụ như là bị có thể bị nhiễm trùng hoặc là vết thương lành chậm sau khi phẫu thuật, và bác sĩ có thể cân nhắc là hoãn những cái cuộc phẫu thuật này cho đến khi mà đường huyết được kiểm soát một cách tốt hơn. Còn đối với những bệnh nhân cao huyết áp thì cái chỉ số huyết áp thường để tiến hành phẫu thuật đấy là huyết áp tâm thu thường dưới 140 và tâm trương thì trên 90. Nếu huyết áp cao hơn mức này thì đặc biệt là trên 160 trên 100mm thủy ngân thì sẽ có những cái rủi ro trong quá trình phẫu thuật có thể xảy ra, ví dụ như là chảy máu hoặc là tai biến. Và lưu ý thứ hai đấy là lựa chọn trụ implant chất lượng. Và trong cái quá trình trồng răng implant thì đặc biệt là với những bệnh nhân mà có cái bệnh lý nền hoặc là sức khỏe yếu thì việc lựa chọn những trụ implant chất lượng cao thì là một cái yếu tố vô cùng quan trọng. Tuy nhiên thì trên thị trường hiện nay thì xuất hiện rất là nhiều cái quảng cáo với những cái mức giá siêu rẻ từ 2 đến 3 triệu đồng trên một trụ implant chọn gói luôn. Thì những cái lời mời chào hấp dẫn như này thì có thể khiến nhiều người là lầm tưởng là họ đang nhận được một cái mức ưu đãi rất là tốt. Nhưng mà thực tế thì chúng ta cần phải hết sức là cảnh giác. Vì sử dụng những cái trụ implant giá rẻ thì có thể tiềm ẩn những cái rủi ro. Và đối với những người mà có cái cơ thể khỏe mạnh này hay xương tương đối dày thì những cái trụ implant này có thể gây ra những phản ứng không mong muốn như là nhiễm trùng, viêm nhiễm hay thậm chí là đào thải trụ. Còn đối với những bệnh nhân nhạy cảm hơn, những người lớn tuổi có sức khỏe thường sẽ yếu hơn, hệ miễn dịch kém hơn hoặc là mắc các bệnh lý nền thì cái nguy cơ như này sẽ còn tăng lên rất là nhiều lần. Do đó thì thay vì bị cuốn hút bởi những cái quảng cáo giá rẻ thì chúng ta nên tập trung đầu tư vào những cái giải pháp chất lượng hơn và được thực hiện bởi những cái chuyên gia uy tín và sử dụng những trụ implant đạt chuẩn để có thể đảm bảo được cái an toàn và hiệu quả lâu dài. Khi lựa chọn trụ implant thì cô chú anh chị và các bạn cần lưu ý cho bác sĩ một số điều như thế này. Thì đầu tiên đấy là chúng ta nên lựa chọn những cái trụ implant có cái thương hiệu trụ implant uy tín và có cái chuỗi cung ứng ổn định. Thứ hai đấy là chọn những cái loại trụ mà có cái bề mặt xử lý tốt, ví dụ như là SOA hay SOA active thì nó sẽ giảm cái nguy cơ đào thải và tăng cường cái độ bền vững của trụ implant trong cơ thể. Ngoài ra thì cũng giảm được thời gian chờ đợi. Dựa trên cái chất liệu và thiết kế của trụ implant thì cô chú anh chị và các bạn có thể lựa chọn những cái trụ implant có thiết kế thuôn dài thì sẽ giúp được phân bố lực nhai đều hơn và giảm được cái áp lực lên xương hàm yếu hoặc là đã bị thoái hóa. Hoặc là cái trụ
implant mà có những cái rãnh gen thật là sâu thì sẽ giúp được tăng cường được cái độ lĩnh sơ khởi của implant trong xương, đặc biệt là trong những trường hợp mà người lớn tuổi có cái chất lượng xương hàm bị loãng, bị xốp. Thứ ba, đấy là công nghệ đặt trụ implant. Thì với những tiến bộ trong cái công nghệ y khoa thì cái việc đặt trụ implant giờ đây thì sẽ không còn chỉ đơn thuần là những thao tác thủ công của bác sĩ mà sẽ được hỗ trợ một cách mạnh mẽ bởi những cái công nghệ và trang thiết bị tiên tiến. Công nghệ đặt trụ implant hiện đại thì sẽ như một cái tấm bản đồ chi tiết giúp cho bác sĩ có thể xác định được cái vị trí này, cái hướng đi hay là cái độ sâu của trụ implant, tối ưu hóa được những khả năng tích hợp xương và giảm thiểu được những nguy cơ biến chứng. Điều này thì sẽ đặc biệt quan trọng đối với những bệnh nhân mà có cái hệ miễn dịch yếu hoặc đang gặp với những cái vấn đề về sức khỏe. Ở những bệnh nhân này thì bất kỳ một cái sai sót nào trong cái quá trình phẫu thuật thì cũng có thể dẫn tới những cái hậu quả tương đối là nghiêm trọng. Ví dụ những công nghệ đặt trụ chính xác guideline thì sẽ giúp cho bác sĩ có thể mô phỏng một cách 3D một cách chính xác cái xương hàm bệnh nhân dựa trên những các dữ liệu được chập vào nhau như là cái CT combin hay là bản scan. Thì với những dữ liệu này thì bác sĩ sẽ có thể thiết kế ra được một cái máng định vị phẫu thuật thì giúp xác lập chính xác được cái vị trí đặt trụ implant lý tưởng theo 3 chiều không gian, đảm bảo được cái trụ implant sẽ cấy vào cái vị trí có đủ xương, tránh xa những cái khu vực nhạy cảm ví dụ như là dây thần kinh, xoang hàm, mạch máu. Và đối với những cái bệnh nhân cao tuổi thì cái việc tránh được những cái khu vực này thì không chỉ giúp cho bệnh nhân giảm thiểu được cái nguy cơ tổn thương mà còn giúp hạn chế được những cái biến chứng ví dụ như chảy máu này, nhiễm trùng và đào thải trụ implant. Hay là công nghệ robot định vị X-quang thì cũng sẽ giúp cho bác sĩ có thể định vị được cái vị trí đặt trụ implant một cách chính xác, mô phỏng theo cái thời gian thực. Hay là công nghệ từ tính thì sẽ giúp cho bác sĩ tạo được cái vị trí đặt implant mà không làm mất xương, có thể nong nén để tăng cái độ định sơ khởi. Và thứ tư, đấy là hạn chế đặt quá nhiều trụ implant. Ở người cao tuổi thì do sự lão hóa này, khả năng tái sinh xương kém, đồng thời là khả năng chịu đựng cũng sẽ kém hơn những người trẻ, nên là chúng ta sẽ cần hạn chế thực hiện những cái thủ thuật xâm lấn, ví dụ như là nâng xoang, ghép xương nhiều. Do vậy thì ở những trường hợp mà mất nhiều răng ở người lớn tuổi hay là mất răng toàn hàm thì chúng tôi sẽ thường hướng cho bệnh nhân những kế hoạch cấy ghép ít implant hơn, sau đó thì phục hình thành những cái cầu răng hay những cái phục hình O-on ở bên trên thì vẫn đảm bảo được ăn nhai, nhưng mà cái kế hoạch phẫu thuật thì sẽ xâm lấn tối thiểu. Một cái lý do nữa đấy là do cái cấu trúc xương hàm ở những người lớn tuổi thì sẽ thường không được tốt, sự tưới máu thì được bị giảm đi đấy, dẫn tới có thể bị tiêu xương tụt lợi sau một cái thời gian đưa implant vào sử dụng. Và giải pháp thích hợp để trồng răng implant cho những người lớn tuổi bị mất nhiều răng hoặc là mất toàn hàm đó là sử dụng cái phương pháp cấy ghép implant all four. Thì bác sĩ sẽ thường sử dụng từ 4 trụ implant, 2 implant thẳng ở phía trước và 2 implant nghiêng góc ở phía sau để nâng đỡ cho toàn bộ một cái hàm giả bên trên. 2 implant ở phía sau thì thường sẽ được cắm nghiêng lấy góc để giúp tránh né được những cái cấu trúc giải phẫu quan trọng như là xoang hàm hay là cái lỗ cằm, và hạn chế tối đa cái việc phải thực hiện cái thủ thuật kéo dài thời gian ví dụ như là nâng xoang hay là ghép xương. Và sau khi cấy ghép implant thì bác sĩ sẽ có thể phục hình tạm tức thì giúp cho bệnh nhân có thể đảm bảo được cái tính thẩm mỹ này, ăn nhai tạm thời. Và cuối cùng đấy là cái việc chăm sóc sau phẫu thuật là một yếu tố không thể bỏ qua. Thì với những bệnh nhân lớn tuổi có những bệnh lý nền như tiểu đường hay là huyết áp thì cái việc kiểm soát đường huyết sau khi phẫu thuật là cực kỳ quan trọng. Với những bệnh nhân bị cao huyết áp thì theo dõi cái chỉ số huyết áp thường xuyên để đảm bảo là không có những cái biến chứng xảy ra. Thường xuyên tái khám và tuân thủ đúng như hướng dẫn của bác sĩ thì sẽ giúp cho implant có thể tích hợp tốt và kéo dài tuổi thọ implant. Như vậy thì trồng răng implant cho người lớn tuổi hoặc những người có bệnh lý nền có thực hiện được hay không? Thì câu trả lời là có, miễn sao là bệnh nhân đủ cái điều kiện về mặt sức khỏe và các bệnh lý toàn thân được kiểm soát một cách tốt nhất. Và cô chú anh chị các bạn nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc nào thì vui lòng liên hệ với chúng tôi qua cái số điện thoại hotline hoặc là để lại comment ở bên dưới video ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.